Thương tâm, mẹ khóa cửa ra ngoài mua bỉm sữa cho con thì nhà cháy, ba anh em ruột ra đi mãi mãi. Khoảng 10 giờ sáng ngày 24 tháng 6, khói lửa bùng phát tại ngôi nhà cấp 4 rộng gần 30m² nằm trong hẻm trên đường Nguyên Phi, Ỷ Lan. Người dân ở gần tới ứng cứu nhưng không thể vào nhà vì khóa cửa. Họ phá cửa và dùng bình chữa cháy cầm tay dập lửa, song bất thành. Căn nhà là bằng gỗ, mái tôn, dễ bắt lửa nên chỉ ít phút hỏa hoạn đã bao trùm. Xe cứu hỏa cùng với hàng chục cán bộ chiến sĩ tiếp cận hiện trường dập tắt đám cháy sau khoảng 20 phút. Vào bên trong, lực lượng chức năng tìm thấy ba cháu nhỏ lần lượt là 6 tuổi, 4 tuổi và 9 tháng đã không qua khỏi. Ba nạn nhân trong vụ cháy là anh em ruột gồm hai trai, một gái. Chiều ngày hôm qua, các cháu theo mẹ sống từ nơi khác lên Đà Lạt thăm bà ngoại 54 tuổi đang làm vườn thuê cho chủ nhà tại đường Nguyên Phi, Ỷ Lan. Bố mẹ con ở cùng phòng bà ngoại. Sáng nay, bà ngoại đi làm thuê cho vườn nhà người khác. Chị T đã ở nhà nấu ăn cho các con, sau đó chị khóa phòng đi ra ngoài mua sữa, xong lại quên tắt bếp ga. Khi phát hiện cháy và nghe tiếng khóc của trẻ nhỏ, em trai chủ nhà sống gần đó đã chạy ra hô hoán cùng mọi người chữa cháy nhưng ngọn lửa bùng lên quá lớn, căn nhà đã bị thiêu rụi hoàn toàn. Cơ quan công an bước đầu nhận định nguyên nhân sự cố do chị T khi ra khỏi phòng quên tắt bếp.